hôm nay Hạnh sẽ hướng dẫn mọi người móc một chiếc túi họa tiết như thế này. Và với cái chiếc túi này thì mọi người có thể tùy chỉnh kích thước và tùy chỉnh cái chiều dài của quai túi. Ngoài ra thì cách làm cực kỳ đơn giản và mình thấy cách móc cũng khá là nhanh. Nguyên liệu cần có ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình các màu len. Ở đây mình sử dụng là len mưu bò. Thì khi mà làm xong thì mình cảm giác là cái sản phẩm nó sẽ hơi giãn một chút, tại vì cái len mưu bò thì cái chất lượng không được ok cho lắm. Thì nếu như các bạn có thể sử dụng là len mưu cô tông thì cũng sẽ tốt hơn, hoặc các loại sợi khác đều được nha. Ở đây thì mình sử dụng có tất cả là 6 màu. Màu xanh nước biển này, xanh lá cây, trắng, tím, xanh nhạt và hồng. Và cái số lượng ô của mình làm là có 11 vòng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 này. Nếu như các bạn muốn làm túi to hơn thì các bạn sẽ tăng thêm số màu ở bên cạnh. Còn nếu như muốn bé hơn thì các bạn tùy chỉnh số lượng tăng lên. Đó, ngoài ra, ngoài việc sử dụng len thì các bạn vẫn cần có kim móc. Với mình sử dụng là kim móc số 4. Đó, kim móc số 4. Tiếp tục thì các bạn có thể làm cái móc khóa như của mình. Thì cái móc khóa của mình là làm hình trái dâu có đính ngọc và làm thêm một bông hoa, mình khâu hai mặt. Đấy, thì để làm cho chiếc túi nó sẽ thêm điệu là hơn. Và cái thời gian mình làm chiếc túi này chỉ trong tầm khoảng mấy ngày thôi mọi người. Tức là móc rất là nhanh. Đó, số lượng len mọi người cần làm cho chiếc túi này thì mình tính sẽ là mỗi màu len này mọi người chỉ cần một cuộn 50g mưu bò thôi là ok rồi. Tức là ví dụ như các bạn ở đây sử dụng là 6 màu thì các bạn sẽ sử dụng là 6 cuộn len mưu bò như thế này. Ngoài ra thì mọi người sẽ chuẩn bị thêm cho mình 2 cuộn len để làm cái viền túi. Ví dụ như viền của mình là màu hồng thì mình sẽ chuẩn bị 2 cuộn len 50g là dùng để khâu viền này và làm chiếc quai túi. Thì là cuộn màu hồng sẽ là nhiều nhất nha mọi người. Đó, vậy thì bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu vào làm thôi. Để móc cái họa tiết này thì các bạn cần lưu ý cho mình là mình sẽ chuẩn bị là 4 miếng. Đó, và cái này là hình vuông nha mọi người. Thì mình gồm có các màu đây, các màu mình phối hôm nay đây. Thì bao giờ mình sẽ bắt đầu từ cái vòng tròn đầu tiên như thế này. Thì mình sẽ cần có một cái vòng tròn ma thuật. Bây giờ mình cũng bắt đầu vào vòng đầu tiên nha mọi người. Đó, ok. Vòng đầu tiên của cái này mình sẽ chọn là màu trắng nha mọi người. Mình sẽ chọn màu trắng và sử dụng kim móc, vẫn là kim móc số 4. Đó, mình vẫn tạo lốt tháp đầu tiên của vòng đầu tiên này. Thật ra là có rất nhiều cách để tạo vòng tròn ma thuật, nhưng đối với cái bạn, các bạn bắt đầu ấy, mới bắt đầu thì mình khuyên là mọi người nên bắt đầu từ sử dụng gáy móc xích là cái cách dễ nhất. Đó, thì trước hết mình sẽ tạo nút thắt này và mình sẽ bắt đầu gầy lên 5 mũi bính. Tới đây mọi người luôn luôn sử dụng mũi kép đơn cho mình nha. Xoay một vòng. À, tới đây mọi người trượt vào đã. Sorry. Kéo này. Vào đến đây này. Trượt qua cả mũi này. Tới đây mọi người đã có được vòng tròn ma thuật nha. Đây chính là cái lỗ đầu tiên này. Lỗ to nhất. Tới đây mọi người sẽ móc lên cho mình 3 mắt xích. 1, 2 và 3 mắt xích. Sau khi lên được 3 mũi mắt xích thì mọi người sẽ sử dụng mũi kép đơn. Lấy cái len này, đâm vào vòng tròn to nhất này. Kéo này. Trên kim có 3 sợi len, mọi người sẽ đưa qua 2 sợi trước và 2 sợi tiếp theo này. Thêm một lần nữa nha.
Sợi này mình sẽ giấu luôn đi. Hai sợi này, rồi lại hai sợi này. Tới đây mọi người chú ý cho mình, bao giờ sẽ sử dụng 1, 2, 3 cái chân này để làm họa tiết này. Vậy bây giờ mình sẽ móc lên tiếp 3 mũi mắt xích. Tiếp tục mình chuyển sang cái cánh thứ hai, vẫn sử dụng mũi kép đơn này. Một này, hai này, và ba này. Đủ ba cánh, mọi người lên ba mắt xích. Và lại tiếp tục làm cánh thứ ba. Một này, hai, và ba này. Tiếp tục lên ba mũi mắt xích và thực hiện làm cánh cuối cùng này. 1, 2, 3. Cánh cuối cùng nha. Vẫn là mũi kép đơn nha mọi người. 1 này, 2 và 3. Đến đây mọi người sẽ thực hiện cho mình thêm 3 mắt xích. 1, 2 và 3. Các bạn quan sát cái chân mũi bính lúc nãy ấy. Chân móc thứ 1, thứ 2 và thứ 3. Đâm vào cạnh, kéo này, trượt qua đây. Các bạn kéo chặt nó lại, móc lên một mắt xích và cắt đi. Tới đây mình sẽ đổi màu nhé. Mình sẽ rút len ra. Với cái dây này mình sẽ kéo nó lại để khép kín cái vòng tròn lại. Đấy, các bạn kéo chặt nó lại. Thì các bạn thấy là mình đã làm được cái họa tiết này, là cái họa tiết ở giữa. Tí nữa đến lúc khi các bạn khâu cái len xong xuôi hết lại, các bạn khâu cái len lại thì mọi người sẽ được cái chỗ này nó rất là khít nha. Mọi người khâu chặt nó lại chắc chắn nó sẽ khít. Đó, bây giờ mình sẽ chuyển sang màu tiếp theo và đổi sang cánh thứ 2 của vòng 2. Tiếp tới mình sẽ chuyển sang cái màu len, màu xanh lá cây nha mọi người. Mình cũng sẽ tạo mắt xích trước này. Các bạn kéo vào đây này. Đó. Sau đó các bạn đưa kim vào này. Rồi mọi người sẽ đâm vào cái họa tiết ở đây. Kéo len này. Đó. Dùng mũi đơn này. Bây giờ mọi người móc lên hai mắt xích cho mình nhé. Rồi sử dụng mũi kép đơn, đâm vào chính chân móc đấy. Đưa qua hai chân này, rồi lại hai chân này, thêm một lần nữa. Ok. Tới đây thì mọi người móc lên 3 mắt xích cho mình. Và vẫn đâm tiếp vào cái chân này. Đây mọi người thấy đây, một cái chân này sẽ có hai họa tiết này. Nên mình sẽ đâm vẫn vào cái chân đấy, sử dụng mũi kép đơn này. Nhớ là 3 nhá. 3 cái họa tiết này. 3 chân kép đơn. Bây giờ để đi qua cái này mình sẽ móc lên một mắt xích. Rồi lại mình sử dụng kép đơn, đâm vào chân móc bên này. Mọi người chú ý là chỉ có một mắt xích thôi nhá. Đấy. Tiếp tục thêm 2 lần nữa này.
Ok, đến đây móc lên 3 mắt xích. Và lại sử dụng 3 chân ở đây. Đây, mọi người lưu ý là đối với cái chỗ này sẽ là 3 mắt xích này, để tạo lên cái góc vuông. Thế còn ở đây thì mình chỉ sử dụng 1 mắt xích thôi. Tiếp tục. Lại 3 chân móc ở đây. Hai này. Và 3. Rồi lại 3 mắt xích này. Rồi lại 3 vào đây. Và 3. Tới đây mọi người lại móc lên cho mình 1 mắt xích này. Rồi còn lại là chân cuối cùng. Cái này mọi người có thể giấu luôn như này cũng được. Hai lần và 3 lần. Rồi 3 mắt xích. Rồi lại 3 ghép đơn. 1. Kết thúc, mình sẽ lên 1 mắt xích và kéo sang đây. 1, 2, 3 này, chân móc thứ 3. Trượt qua và móc lên 1 mắt xích. Rồi cắt len đi. Kết thúc vòng thứ 2. Như vậy là mọi người cũng đã nhìn thấy cái họa tiết gần giống ở đây rồi. Đấy. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thêm một vòng nữa, là mọi người sẽ biết được cái quy luật để làm các vòng tiếp theo nha mọi người. Với vòng tiếp theo mình sẽ sử dụng màu xanh dương nhạt này. Mình vẫn tạo nút thắt này. Nào. Các bạn có thể đâm vào bất cứ điểm bắt đầu ở chỗ nào cũng được. Bây giờ ví dụ mình cho vào đây này. Mình sẽ móc lên này, rồi 2 mắt xích này. Rồi lại 2 mũi kép đơn. 1 này. Và 2 này. Các bạn lưu ý đây này, cứ với những cái chỗ mà ở bốn góc này này, 1 2 3 4 thì mình sẽ móc là 2 mắt xích ở đây. À, móc hai họa tiết ở đây. Và giữa hai họa tiết này sẽ là 3 mắt xích. Thế còn ở giữa những cái họa tiết này, đây với đây, thì mình chỉ móc 1 họa tiết thôi. Và giữa các họa tiết mình cách ra bởi 1 mũi móc xích. Thế đến ở cái góc này rồi, tức là mình sẽ phải móc 2 họa tiết và cách nhau bởi 3 mắt xích. Vậy bây giờ mình sẽ phải móc lên 1 mắt xích ở đây đã. Rồi mình sẽ móc 3 chân kép đơn vào đây. Đấy, tức là vẫn thiếu một họa tiết ở đây, nên mình sẽ móc lên 3 mũi móc xích đã. Rồi vẫn tiếp tục móc đến đây. Đó, các bạn hiểu chưa? Tiếp tục các vòng tiếp theo mình cứ làm như thế thôi. Ok, đã tạo xong cái góc vuông. Đến đây mình chỉ cần móc 1 mắt xích thôi. Rồi lại tiếp tục 3 chân kép đơn ở đây.
tới đây thì chỉ một mắt xích, và đến đây lại là ba kép đơn, rồi lại ba mắt xích, rồi lại ba kép đơn. Mọi người cứ làm thế hết đến vòng thứ ba. Đây là cái họa tiết sau khi mình xong cái vòng số 3. Đó, thì các bạn thấy ở những cái đầu này là ba mắt xích này, còn đây là chỉ có một mắt xích thôi này. Đó, các bạn quan sát cái họa tiết. Vậy thì tiếp tục mọi người cứ thế tăng dần to lên to lên. Đó, 1, 2, rồi 3 này. Mình tạo là 11 hàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11. Đó, mình sẽ làm tất cả là 5 ô như thế, 5 miếng như thế. Mình hiện tại đã được 4 miếng rồi. Và còn đây là miếng cuối cùng. Mình sẽ hoàn thành nốt và gặp lại các bạn nha. Sau khi mà mình đã móc xong 5 miếng hình vuông như thế này, thế thì bây giờ mình sẽ bắt đầu gấp chiếc túi cho mọi người. Thì bây giờ các bạn có thể gấp như sau này. Mình sẽ đặt hết mặt phải lên trước này. Đó, mọi người có thể gấp như thế này. Đây, mình sẽ ghép chiếc túi như thế này nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu sử dụng cái màu hồng này là màu chủ đạo để mình làm chiếc túi. Thì bây giờ mọi người sẽ gập nó vào như thế này. Nhớ là hai mặt phải cùng một bên nhá mọi người. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người ghép mảnh ô vuông nhé. Các bạn sẽ dùng kim móc này. Trước hết mình vẫn thắt nút trước này. Đó. Bây giờ các bạn sẽ quan sát cái điểm bắt đầu. Mình sẽ bắt đầu từ đây. Mình sẽ đưa len vào tay này, đâm vào cái lối này. Đây, hai bên đều đâm vào đây. Một này, hai này. Các bạn sẽ kéo qua. Mình làm lại nha. Các bạn đâm vào hai cái lỗ to này. Kéo qua này. Dùng mũi đơn móc lên này. Tiếp tục, các bạn nhìn thấy ở những cái chỗ này này, mỗi một cái này sẽ có 3 mũi kép đơn. Mình sẽ đâm vào cái viền này. Đó, bên này cũng thế. Đó. Lấy len đưa qua này. Móc mũi đơn này. Tiếp tục vẫn thế này. Tiếp tục này. Sau khi mà các bạn móc đến đây thì đến cái chỗ này thì mọi người lại tiếp tục đâm vào đây và nối nó vào. Đó. Thế thì bây giờ tiếp tục lại đến chỗ mũi đơn này, đâm vào bên này này, bên này cũng thế này, nối này, một này, đây này, đây này, kéo qua này, tiếp tục này. Các bạn sẽ móc tới cuối hàng này cho mình nhé. Hết cái hàng ngang này.
sau khi mình móc tới đây này, còn một mũi cuối cùng này, các bạn móc lên này và móc cho mình một mắt xích này, rồi sẽ cắt cái lem này ra nhé. Tới đây các bạn kéo ra, vậy là mình đã nối được một miếng này đó. Tiếp tục, bây giờ cái miếng này nếu như mình để ở cuối cùng đi thì bây giờ mình sẽ nối cái miếng này vào đây đó, các bạn hình dung ra thành cái một cái túi luôn. Bây giờ mình sẽ nối vào bên này, bây giờ mình sẽ nối như thế này thì cũng vẫn tương tự như thế, các bạn sẽ vẫn thắt nút len vào trước. Cho vào kim và thực hiện bắt đầu từ đầu đây. Đó. Đâm vào đây. Và đâm vào đây. Kéo len qua này. Móc lên một mũi đơn này. Ok, bây giờ đâm vào mắt đầu tiên này. Bên này cũng thế này. Kéo qua này. Tiếp tục đây này. Bên này này. Rồi các bạn sẽ móc hết đến cuối hàng này, rồi lại ghép hai cái mảnh này vào đầu này. Đó. Rồi lại ghép mảnh cuối cùng này vào đầu bên này. Là các bạn ghép được 5 mảnh vào đã, dính vào với nhau đã nha mọi người. Đây là sản phẩm của mình sau khi ghép 5 mảnh ghép vào với nhau nhé. Bây giờ các bạn sẽ ghép thêm ở xung quanh đây này. Đây các bạn sẽ ghép thêm một đường này này. Ở bên này mình cũng sẽ ghép thêm một đường này. Hai cái đầu này với nhau thì mọi người sẽ được thành hình của cái túi. Một đường bên này, bên này và bên này nữa, 4 lần nữa nha. Đó. Bây giờ mình sẽ minh họa cho các bạn một lần nhé. Ok, bây giờ mình sẽ ghép nó vào này. Đây. Thì hai cái dây bên này các bạn sẽ kéo nó vào bên trong này để giấu nó đi này. Đó. Và mình sẽ ghép ở hai cái đầu này. Ừ. Thế thì trước hết mọi người vẫn thắt nút chiếc len lại đã. Kéo hơi ngắn vào trong này. Đây. Lại đây nha mọi người. Đâm vào đây này. Đó, các bạn lấy len lên này và móc lên một mắt xích này. À. Mình phải đặt ngang như bên này. Đây. Bây giờ cái lối này mình sẽ giấu cái sợi len vào bên trong đây này. Đó.
đâm vào tại vị trí này. Lấy len này, kéo qua này. Bây giờ tiếp tục các bạn đâm vào cái cạnh này này, một này. Còn bên này cũng đâm vào cái cạnh này. Đây, vẫn tiếp tục như thế thôi. Móc mũi đơn này. Bây giờ là đâm vào đây này, thì bên này sẽ đâm vào đây này. Lấy len này, kéo qua này. Đó, tiếp tục này. Đó, kéo qua này. Đó, mọi người cứ làm thế đến hết nha mọi người. Và làm thêm 4 lần nữa ở hai bên là mọi người đã kết thúc được cái thân của chiếc túi. Rồi các bạn sẽ giấu những cái sợi len ở góc thừa này đi là xong nha. Ok, sau khi mình đã làm xong phần thân của chiếc túi, các bạn quan sát một chút các cái đường mình khâu này. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn giấu những cái sợi len thừa đi nha. Bây giờ sau khi mình đã nối xong cái túi rồi đó, thì bây giờ mình sẽ làm cái phần quai túi. Với cái tông màu chủ đạo thì mình dùng màu hồng. Chính vì vậy mà mình vẫn sử dụng màu hồng nha mọi người. Để làm quai túi thì các bạn sẽ tiếp tục thắt nút cho mình này. Và mình sẽ sử dụng kim móc. Bây giờ các bạn chọn có thể bất cứ một cái điểm bắt đầu nào. Mình sẽ dùng ở đây này. Các bạn đâm vào đây nhé. Lên một mắt xích này. Tiếp tục, các bạn vẫn chú ý cho mình với những cái mắt xích lúc nãy của mình có là 3 mũi kép đơn ở đây này. Thì các bạn vẫn đâm vào đây, làm cho mình một hàng mũi đơn ở xung quanh túi. Các bạn cứ đâm xung quanh thôi. Đó, cứ móc xung quanh viền túi. Thế thôi, chiếc túi này mình thấy là làm khá là đơn giản. Mọi người cứ làm như vậy xung quanh 1, 2, 3, 4 4 tấm luôn nha mọi người. Và mình sẽ gặp lại mọi người ở đoạn gần kết. Ok, sau khi mình đã thực hiện được 1, 2, 3, 4 này, thì mình lại quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Thế thì bây giờ mình sẽ trượt vào đây này mọi người. Đó, vẫn là mũi đơn. Tiếp tục lại sử dụng tiếp mũi đơn ở bên cạnh. Vậy là nhiệm vụ bây giờ mình chỉ có đi hàng mũi đơn thôi nha mọi người. Mình sẽ làm để cho nó có cái độ cao vừa phải của cái thành túi. Thì mình sẽ làm khoảng 4 cho tới 5 hàng. Theo mình dự đoán là 4 hàng. Còn nếu như mà thấp quá so với chiếc túi thì mình có thể làm 5 hàng. Nói chung là cái này các bạn có thể làm theo cái độ cao mà mọi người mong muốn, thì tùy ý thích của mọi người nhá. Còn cái số ô vuông cũng có thể tùy ý thích mọi người. Mọi người có thể làm to hơn hoặc là nhỏ hơn, tùy. Ở đây mình có thể là tí nữa mình sẽ cân đối lại và làm số cái hàng xung quanh. Mọi người cứ làm liên tục như thế khoảng 4 cho tới 5 hàng với cái độ cao của thành túi nha. Mình sẽ gặp lại mọi người ở sau khi mà mình đã thực hiện xong viền của chiếc thành túi nha mọi người. Ok, bây giờ mình đang ở dòng thứ 5. Tức là các bạn quan sát một chút này. 1 này,
2, 3, 4 và 5. Thế thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc mũi đơn tiếp. Tới đây. Các bạn thấy là nó thẳng ở cái chỗ này này. Đó. Bây giờ nhiệm vụ của mọi người là sẽ móc quay túi nha. Quay túi thì các bạn tùy chỉnh độ dài theo ý mình mong muốn. Muốn làm dài thì móc dài, muốn làm ngắn thì móc ngắn. Bây giờ mình sẽ móc lên số mũi bính tương ứng với chiều dài của chiếc túi. Với cái túi này thì mình muốn cái độ dài mong muốn là 90 mắt xích. Thì các bạn quan sát một chút, cái dây của mình nó sẽ dài tầm như thế này. Đó. Mình sẽ móc nó vào bên này. Thì sẽ được cái túi mình ưng ý. Theo mình nghĩ là mình sẽ móc khoảng 90, hoặc thêm một chút nữa đi, 91, 92, 93, 94. Đó. Bây giờ điểm nối vào các bạn sẽ móc vào đây này. Đó. Móc một mũi đơn này. Các bạn nhớ con số để mình tí làm tiếp cái dây bên kia nha. Sau khi xong bên này thì các bạn tiếp tục sẽ móc xung quanh chiếc túi bằng mũi đơn. Thế thì nó sẽ đến cái miếng bên này này. Các bạn sẽ móc thêm một miếng nữa này. Thế thì đến đây này. Và đến bên này. Tức là hai điểm đối diện này thì các bạn sẽ móc thêm một cái quai nữa ở đây. Đó. Còn xung quanh thì cái miếng còn lại này các bạn vẫn móc mũi đơn. Đây. Sau đó các bạn móc mũi đơn thêm một miếng nữa cho mình nhá. Đó. Làm rất là dễ phải không? Mọi người cứ móc mũi đơn này. Sau khi mà mình đã móc xong một tấm nữa mũi đơn này, thì bây giờ ở bên đối diện của chiếc quai túi đây, vẫn là cái đường này, các bạn sẽ lại móc lên cho mình 94 mũi mắt xích như lúc nãy nữa. Đó. 1, 2, 3 này, 4, 5. Ok, sau khi được 94 mũi mắt xích thì các bạn quan sát đây, cái quay túi của mình như thế này. Thế thì bây giờ với cái điểm bắt đầu cũng vẫn là cái chỗ này này. Mình vẫn đâm vào đây. Móc lên một mũi đơn. Tiếp tục với cái miếng còn lại phía bên này, các bạn cũng sẽ móc cho mình một hàng mũi đơn. Đó. Các bạn sẽ móc hết một cái miếng này, dừng lại ở chỗ này nha. Mình sẽ gặp lại các bạn sau. Ok. Sau khi đến hết cái miếng này sử dụng mũi đơn thì các bạn tiếp tục quay trở lại cái dây của mình. Thì mình tiếp tục sử dụng 94 mũi đơn vào các mắt xích này thôi nha mọi người. Đối với quai túi của chiếc túi này mình làm khá là dễ đúng không? Các bạn chỉ cần cứ tiếp tục móc mũi đơn vào với mỗi chân móc xích là được. Thì các bạn thấy là quai túi của mình nó sẽ dày lên và sẽ làm cho cái túi nó được chắc chắn hơn. Đó. Thì các bạn tiếp tục sử dụng quanh cái dây túi này 94 mũi đơn. Sau khi xuống đến đây rồi này, thì các bạn lại tiếp tục sử dụng mũi đơn quanh cái miếng này, quanh miếng này đến cái dây thứ hai, các bạn lại sử dụng 94 mũi đơn trên cái dây này.
rồi lại tiếp tục đến đây, lại tiếp tục mũi đơn, mũi đơn. Đấy, thì các bạn lại quay về cái dây túi thứ nhất. Thế thì mình thấy là sau khi mà thực hiện quanh như thế thì hai cái miếng ở hai bên mà không có quay túi thì nó sẽ dày lên, còn cái miếng này thì nó vẫn vậy, còn chỗ cái quay túi này nó sẽ cao lên để cho các bạn đựng cho nó chắc chắn hơn. Đó, tức là mình chỉ sử dụng xung quanh là mũi đơn mà thôi. Đó, chiếc túi này làm quay khá là dễ đúng không mọi người? Cho nên là bây giờ mọi người sẽ cứ tiếp tục làm như vậy. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở vòng thứ 2 để hướng dẫn các bạn làm quay túi thêm một lần nữa nha. Ok mọi người, sau khi mình đã thực hiện hết một vòng thì bây giờ sản phẩm của mình đang như thế này. Bây giờ quay trở lại đến cái chỗ này thì các bạn vẫn tiếp tục nha. Vẫn tiếp tục sử dụng mũi đơn này, đi lên trên cái quay túi. Ở đây thì các bạn có thể tùy chỉnh cái độ dày của quay túi tùy theo ý thích. Với mình thì chắc là mình sẽ làm khoảng 5 hàng gần bằng với cái này để cho nó chắc chắn. Còn các bạn muốn làm to hơn thì tùy, hoặc là ít hơn. Theo mình nghĩ là nó sẽ khoảng từ 4 cho tới 5 hàng gần bằng cái này là vừa nha mọi người. Đấy, mọi người cứ đi như vậy quanh đây, hết cái dây túi này đến cái miếng này thì các bạn lại thêm một hàng đơn ở đây, và đến đây lại thêm một hàng đơn lên dây túi, rồi tới cái hàng này lại bắt đầu thêm một hàng đơn, và mình lại quay lại bắt đầu từ cái dây túi mình đang móc. Đó, cứ làm như thế xung quanh là mình đã xong chiếc túi ngày hôm nay nha. Sau khi mà mình đã hoàn thành xong khoảng 5 dòng thì các bạn thấy là bây giờ cái quai túi của mình nó đã dày lên như thế này rồi. Tới đây các bạn sau khi móc quay trở lại đến cái chỗ này, nơi mà bắt đầu cái quai túi thứ nhất á, thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mắt xích này và cắt len đi, rồi rút ra. Nhiệm vụ của mọi người bây giờ sẽ là giấu những cái sợi len thừa này đi và khâu nó vào. Thì bây giờ mình sẽ khâu những cái sợi len thừa vào nha mọi người. Đây, ví dụ như những cái đầu ở đằng này mình sẽ luồn vào kim này. Các bạn sẽ khâu nó lên trên đây này. Đó, mình sẽ nối những cái mắt phía này vào với nhau để cho nó đỡ bị hở ra, nó xấu. Đó, thế thì các bạn thấy là nó sẽ móc vào được vào đây này. Bây giờ mình sẽ cắt len đi thôi. Đây là ở phía trên. Thế còn ở phần phía dưới thì các bạn quan sát ở cái phần góc túi nhá. Mình cũng sẽ luồn vào kim này. Và mình cũng sẽ khâu vào những cái chỗ góc túi ở đây này để cho nó chắc vào. Ba cái điểm bắt đầu rồi này. Đó, các bạn khâu nó vào với nhau. Thì có phải là nó sẽ kín vào này.
Đó, nó sẽ như thế này. Rồi mọi người giấu vào đây. Ok, đây là cái phần góc túi nha. Tương tự mọi người sẽ giấu đi hết ở xung quanh những cái chỗ thừa cho mình nha. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video tới tận đây nha. Hy vọng là mọi người có thể làm được một chiếc túi thật là đẹp. Và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Mong các bạn sẽ like và subscribe cho kênh của mình nha. Bye bye. Cái này đẹp hơn đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.